Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Minh Phú Ô Tô của em. Hôm nay Minh Phú Ô Tô lại giới thiệu với các bác một mẫu xe mới, đó là chiếc Honda Civic. Honda Civic này sản xuất 2008 bác nhá. Đấy, xe thì được trang bị rất nhiều các tiện ích mà máy số gầm bệ rất là chắc chắn, zin ngon nhé bác nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm chiếc xe này, điện thoại cho em theo số 0787585336. Các bác ở gần có thể đến xem xe trực tiếp tại xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Các bác ở miền Nam ok chiếc xe này thì chuyển tiền đặt cọc cho em. Em chuyển xe vào, khi nào các bác nhận được xe thì chuyển đủ tiền cho em. Chiếc xe này bên nhà em đang bán với giá 245 triệu bác nhé. Đấy, bên em thì là mua bán và vận chuyển toàn quốc, hỗ trợ rút hồ sơ toàn quốc bác nhé. Đấy, tuy nhiên là chiếc xe này bán với giá 245 triệu là tại bãi, chưa bao gồm phí rút hồ sơ và phí vận chuyển bác nhé. Bây giờ mời các bác tham quan tổng thành xe. Đấy, tổng thành xe rất là đẹp rồi. Đấy, form dáng rất là đẹp. Các bác mua em này về là chỉ việc lên đường thôi. Mà dòng Civic các bác biết rồi, Civic thì nó rất là rộng rãi nhá. Nó cùng phân khúc với này Altis, Corolla Altis của hãng Honda bác nhé. Khoang rất là rộng rãi rồi. Đấy, form dáng rất là đẹp, sơn phi sạch sẽ. Đấy, xe rất là đẹp bác nhé. Rất là đẹp. Riêng dòng này thì gầm bệ rất là còn tốt bác nhé. Cái này trang bị là gương kính chỉnh điện và gương tự cụp xòe hết bác nhé. Mà khóa xe cái là gương tự cụp vào luôn nhé. Đăng kiểm thì còn dài bác nhé. Đăng kiểm đến tháng 1 2021 kìa. Đấy, nội thất là rất là tươi bác nhé. Đấy, nội thất được điểm vân gỗ rất là sạch đẹp nhé. Đấy, tay nắm cửa điểm vân gỗ rất là đẹp. Đấy, trần thì được bọc ly lông từ mới bác nhá. Đấy, rất là rộng rãi. Đấy, đấy, nội thất rất là đẹp. Đấy, 2008 nhưng nội thất đẹp như 2018 bác nhá. Đây bác này. Đấy, xe rất là còn đẹp nên là núm nút của nó nhìn rất là đẹp mới. Riêng bác nào mà ưa thích âm thanh thì đây là một lựa chọn tuyệt vời bác nhé. Riêng dòng này âm thanh rất là chất. Bên nhau, nay còn đông mưa, người về trong thương nhớ. Vẫn đầu đĩa theo xe là chạy 6 đĩa bác nhá. Đầu chạy 6 đĩa. Nội thất bác nhìn rất là đẹp mới nhá. Rồi mời các bác tham quan phần máy. Đấy, máy nhẹ đè cái lỗ ngay, lỗ rất là êm tròn tiếng nhé. Riêng máy con này thì cực chất bác nhé. Đấy, các bác mà đây bác nhé. Đấy, máy rất là sạch sẽ này, lỗ êm do nhé. Đấy, không rung rập tí nào, các bác không nghe một tí tiếng nào luôn nhé.
Đấy bác nhá, riêng về máy con này thì cực kỳ chất bác nhá. Các bác ok chiếc xe này rồi thì mau chóng điện thoại cho em theo số 0787585336 để đặt cọc em giữ xe cho các bác nhé. Bác nào mà xem video clip của em lần đầu thì cho em xin nút ấn đăng ký kênh và đừng quên ấn nút rung chuông để hàng ngày bên nhà em về mẫu xe mới em sẽ quay phục vụ các bác, và các bác sẽ là người đầu tiên nhận được video clip của em để các bác không bị lỡ mất cơ hội mua sắm của mình. Vâng, xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.